cháy lớn chung cư Carina Plaza cao cấp ở Sài Gòn, 13 người chết. Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo phòng cháy chữa cháy của thành phố Hồ Chí Minh, đến 5 giờ 20 sáng ngày 23 tháng 3 đã có 13 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong đám cháy ở chung cư Carina thuộc phường 16 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Tòa nhà Carina Plaza nằm trên khu đất rộng hơn 19.000 m² ở đường Võ Văn Kiệt. Phường 16 quận 8, tòa nhà gồm 3 block cao từ 14 đến 20 tầng, có khu thương mại giải trí và hơn 700 căn hộ. Khói lửa nguồn ngụt bốc lên từ tầng hầm chung cư Carina Plaza quận 8. Khoảng nửa giờ trước, người dân hoảng loạn tri hô, chạy dồn hết lên các tầng trên cao. Một số người bị kẹt lại không thể chạy, đã phải nhảy từ tầng 3 xuống để thoát thân. Có ít nhất 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Khói vẫn bốc nguồn ngụt từ tầng trệt, hàng chục ánh đèn pin cầu cứu của người dân vẫn loang loáng trên các tầng cao. Có hàng chục xe cứu hỏa có mặt tại hiện trường. Các chiến sĩ chủ yếu tập trung xử lý khói ở tầng trệt. 3 xe thang đang cố gắng tiếp cận những người bị kẹt ở các tầng phía trước. Nhiều phụ nữ và trẻ em được giải cứu an toàn. Chung cư trải dài có 2 mặt trước và sau. Cảnh sát tổ chức cứu hộ ở tất cả. Các phía có thể tiếp cận nhưng tập trung chủ yếu ở phía sau, nơi có nhiều người mắc kẹt. Tại dãy cuối cùng phía sau tòa nhà, khu vực siêu thị mini, người dân bên dưới bắc thang cho hàng chục người trèo xuống dưới an toàn. Đám cháy được phát hiện lúc hơn 0 giờ, lửa phát ra từ tầng hầm giữ xe ô tô, xe máy nằm giữa khu A và B của tòa nhà. Bà Lê Thị Vang, 45 tuổi với nhiều vết thương trên người, cùng cháu gái còn dính đầy bụi than, ngồi va vật dưới đất. Họ vừa thoát khỏi hỏa hoạn. Cả nhà đang ngủ tại lầu 2 thì nghe tiếng nổ lớn. Tỉnh giấc thì không thể thở vì khói dày đặc, chạy ra ngoài cũng thấy khói. Chúng tôi không biết chạy đằng nào nên phải nhảy xuống đất, bà nói mặt hoảng loạn. Bế con gái khoảng 6 tháng tuổi trên tay, người phụ nữ trẻ giọng thảng thốt. Cho biết vừa được cảnh sát cứu hộ đưa xuống từ tầng 5 dãy A cùng một số người. Đang ngủ tôi thấy rất ngộp thở, tỉnh giấc thì chỉ thấy khói đen dày đặc. Tôi bế con chạy ra ngoài, tìm đường nhưng xung quanh có rất nhiều người đang la hét hoảng loạn như mình. Mọi người không biết chạy phía nào, chị kể. Chị chạy vào căn hộ của 4 người gần đấy, cùng họ vẫy tay ra ban công kêu cứu. Chúng tôi rất sợ, dùng màn chăn cột lại thành dây để nhờ cứu hỏa không đến kịp, sẽ tự đu xuống dưới. Rất may chờ khoảng 30 phút thì tôi và mọi người được đưa xuống, chị cho biết thêm. Hiện các xe thang vẫn nỗ lực cứu những người trên cao, rất đông lính cứu hỏa đang phun bọt xử lý khói ở tầng trệt. Lửa đã tắt khá lâu nhưng khói vẫn còn dày đặc, lính cứu hỏa đang tập trung đưa người mắc kẹt xuống bằng thang bộ. Một người phụ nữ đã thiệt mạng do trượt chân từ tầng 19 xuống, trong lúc cố thoát khỏi đám cháy, nạn nhân sống cùng con trai. 4-5 xe thang của cảnh sát cứu hỏa đang được đưa từ tầng cao xuống, đã có hơn 100 người được giải cứu an toàn, ai cũng ám khói đen, ho sặc sụa. Trên các tầng cao hơn, họ còn rất đông người đứng ngoài ban công, quơ đèn pin cầu cứu, song không còn ai la hét. Phía dưới, cảnh sát luân phiên tổ chức đưa lực lượng lên cao, họ cũng trao đổi với ban quản lý tòa nhà và nhân viên bảo vệ, tìm đường tiếp cận các nạn nhân bị mắc kẹt nhanh nhất. Cảnh sát đang rà soát, tìm các người mắc kẹt, hàng trăm người vừa được giải cứu ngồi tụm phía dưới tòa nhà, gương mặt ai cũng đầy vẻ hoảng loạn. Thỉnh thoảng lại có người mếu máo, vì chưa tìm thấy người thân, họ liên tục gọi điện thoại hoặc nhờ cảnh sát tìm lại các tầng. Tại sảnh A tòa nhà, Giám đốc Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đang họp với các đơn vị. Theo ghi nhận của tuổi trẻ, đã có 13 người thiệt mạng và 14 người bị thương, trong đó có nữ bí thư kiêm chủ tịch phường Nguyễn Thái Bình quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người chưa thấy người thân được giải cứu đã bật khóc tại hiện trường mỗi khi có nạn nhân được đưa ra.